thiếu nữ xinh đẹp ngủ trong căn nhà hoang. Đây là trường hợp chị Hường, 33 tuổi và từ nhỏ thì bị khờ khạo, luôn sống trong một căn biệt thự bỏ hoang. Do mắc căn bệnh về tâm thần cho nên chị Hường đã không nhận thức được mọi việc, thậm chí dù có con nhưng chưa một lần có thể bồng bế. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chính mẹ ruột. Chơi cây tâm, cây đinh là khái lắm. Sở thích là cầm cây đinh. Đây cầm đi cầm. Thường thường chỉ đem cơm vô nó ăn. Bữa nay chị đem cơm vô nó không ăn. Tới hả từ sáng mà ổng đi mua giờ chị hả từ sáng tới 2 giờ chiều nó không ăn, cái ổng về. Ổng về cái chị nói sao ngày nay nó không ăn mà nó vẫn nằm cái vẫn ở trong đó đó. Cái tới chừng hả chị đi ngang chị lại là nó dở nước ối. Nó dở nước ối hàng cái là chị hốt đi cả xóm này ta phụ. Chào mọi người, hiện tại thì Phong đang có mặt tại Long An. Và phía sau lưng Phong đây là một căn nhà hoang, nơi ở của một chị gái khá là xinh đẹp. Tuy nhiên thì từ nhỏ thì mắc căn bệnh không được tỉnh táo lắm. Và vừa qua thì chị gái sống trong căn nhà hoang này thì có thai và hạ sinh một bé. Và câu chuyện vô cùng bi đát, mời mọi người theo chân Phong để tìm hiểu kỹ hơn. Đây là lối đi vào bên trong này. Và ở đây thì người ta hay nghe cái tiếng cười của chị gái. Chị tên là Hường. Dù khá lớn tuổi, hơn ba mấy tuổi nhưng mà tâm hồn như con nít vậy. Đó, mọi người thấy đó. Có một cái cây cổ thụ bám lên trên vách tường. Tình cờ thì đi vào bên trong cái căn nhà này thì gặp được cái chị gái, chị tên là Hường. Năm nay là cũng đã ba mấy tuổi rồi. Và sống là sống trong căn nhà này luôn hả anh? Ban ngày là ở đây? Đúng rồi, ban ngày ở đây. Dứt dạng anh về giờ nào là anh rước về giờ đó. Chị Hương ơi, chị Hương, anh kêu anh nói chuyện được không? Anh nói chuyện bé nó trả lời được không? Giọng nằm đi con, giọng nằm đi. Sao? Giọng nằm đi, nè, đi lên giọng nằm. Đây, đây. Đi lên giọng nằm. Nghe hiểu mà. Nó hơi lãng phí chứ. Chị Hương ơi, sao vô đây thấy không có lanh lợi ta? Tại vì mấy nay cho nó uống thuốc bệnh viện mà. Có nghĩa là không vui như ngoài kia không? Nếu mà ở ngoài kia thì ngồi nhà thì rất là vui. Vô đây. Ngoài kia nó vui lắm. Vô đây là mẹ buồn, rất mắt mẹ nó buồn hẳn. Vô đây là nằm ngủ vậy suốt ngày. Ăn xong ngủ, ăn xong. Chị Hương ơi. Chào quý bạn. Nói chuyện được không? Nói gì mình có trò lại. Chị Hương. Uống nước đi. Uống nước hả chị Hương? Anh nói Hường nói uống nước đi con, nước này uống hết nước rồi, còn là còn miếng nào uống hết đi. Chờ còn là còn miếng nữa nè, hết đi. Nghe lời. Nghe làm ghê ha, nói là nghe hết á, không phải làm nghe. Nhưng mà dù nhà hoang nhưng mà rất khá là sạch nha. Sạch hết, sạch sẽ lắm. Nga là kìa. Ơi, đây là chị Hương nè. Nói chuyện gì á? Nó đòi câu lấy cái gì đó. Chị hả đến đổi mà cái đồ pha sữa mà không có mà phải bọc dày đặng cho nó giữ ấm mà đâu có giữ ấm được đâu. Cưng coi đi, đến đổi mà khổ như vậy đó. Đây là mẹ của chị Hương. Cô bây giờ là cô chăm luôn cả hai mẹ con đó. Vừa cháu mà vừa con luôn đó, vừa cháu ngoại mà vừa con luôn hả? Nhưng mà con hỏi thiệt là chị Hương chị cảm nhận được cái đứa con của mình không? Không biết đã. Đây cô bác người ta đều ấy cưng hỏi hết tất cả đi. Nó không có đụng được con nó từ hồi sanh ra cái cọng dây mà chị đưa võng là trên Hùng Dương á, là hả xiềng cẳng nó đó, xiềng cẳng xiềng tay nó ở giường á,
Giờ hả, tới chừng hả, à, nó đưa chị không tiền mà đưa vô nằm cái phòng là 600 ngàn. Cái nhỏ này nè, nó quậy cái hả, ở đó cả xóm cũng như nằm chung đó. Người ta mới hả kêu là hả cho nó đi nằm phòng riêng đi, chứ nằm giữa chúng con ta sao nó chọi đồ chúng sao. Rồi hả cho qua phòng chịu dưỡi. Chịu dưỡi cái mấy ông đó không nói, đã người ta khổ người ta nằm phòng 600 ngàn người ta còn không tiền đóng mà giờ kêu ta nằm phòng chịu dưới sao ở đâu. Giờ mấy ổng hả lên tiếng á là cho nằm không luôn đó. À, cái đầu tóc của chị á cũng là do cháu chị, sinh ra khó quá. Chị giấy mẹ là hả cho con chị sanh suôn sẻ đầy tháng là chị xuống tóc trả lễ đó, trả lễ. Cho nên là bé sinh mẹ tròn con vuông là mẹ tròn con vuông là chị xuống tóc á, thì thấy vô thấy lạ. Khi mà chị Hường mang bầu á thì bản thân lúc đó cô cảm giác cô lo trời lo hả, hai phát hiện nó 15 tuần là chị xỉu lên xỉu xuống, nó cắn hỏi sớm rồi nó cắn nát hả, máu chảy. Nhỏ này nè nó cắn lưng cắn vai, nó đâu có chịu khám chịu gì. Cắn của chị hả? Cắn chị cái tới chừng hả dụ nó đã đời. Vụ đã đời sau này nè, cái ngày mà nó xanh nó hăng là thường thường chị đem cơm vô nó ăn. Bữa nay chị đem cơm vô nó không ăn. Tới hả từ sáng mà ổng đi mua giờ chị hả từ sáng tới 2 giờ chiều nó không ăn, cái ổng về. Ổng về cái chị nói xong ngày nay nó không ăn mà nó vẫn nằm cái giỏng ở trong đó đó. Cái tới chừng hả chị đi ngang chị lại là nó dở nước ối. Nó dở nước ối hàng cái là chị hốt đi cả xóm này người ta phụ kêu xe bao đi. Đi cái là hả da cái lên xe nó giận dữ lắm, mà lên tới nhà thương cũng giận, mà nhỏ này nằm ngược đâu có da được. Giờ vô hả xin bác sĩ hả vô vào trong phòng mổ mà bác sĩ không cho, mới ăn đầu cho giết rồi nó nói thôi cho ở ngoài luôn đi. Tự nó mần giờ hả nó kêu đem con của nó ra là kêu tên, thấy nhỏ này mình không ngờ, ủa cháu ngoại mình sao ngon quá vậy, trời đất ơi hai chồng giật mình luôn á. Rồi cái hả chị á định nuôi con nhỏ kia là trên nhà thương trong phòng ha, cái ổng không chịu, ổng nói thôi xin bác sĩ á, để hả chị nuôi con nhỏ này, ổng nuôi cháu ngoại đặng ổng phập tay chân da coi có gì không. Đó trời ơi về cả sớm ai nhỏ lớn người ta cũng chạy lại ta coi là con nhỏ này con ngon lành không. Trời đất ơi, coi ai cũng khen hết á. Nhưng mà việc mà chị Hương á, chị bị vậy đó, chị không biết việc ý thức mà sinh không, nở. Thì vô lên đó thì mất nhiều thời gian không mới sinh được bé. Chắc cũng hơn nửa tiếng. Vừa vô tới hơn nửa tiếng. Thì nhắn mà bị gì nó bỏ dặn hoài. Dở ối giờ nó dặn hoài đâu có da. Bác sĩ mới đầu, bác sĩ tưởng đâu nó dặn được. Cái để cho nó dặn, cái nói... cái bà thăm lần thứ hai nữa cái bà nói không được mổ, nói mổ đi tại vì bữa hổm là cho là hả 10 tay lên mổ là 8 tay là nó sanh ngày 8 tháng 3 luôn, nhỏ đó đó. Mổ ngày 8 tháng 3 luôn mà. Sinh ngày 8 tháng 3. Đó. Trời ơi mừng, hai chồng mừng hết lớn luôn á. Rồi nghèo mà khổ chắc, mà mừng. Chắc cô vô cho bé nó uống sữa không là khác á ha. Dạ. Đây là bà ngoại. Bà ngoại. Tại vì mình gọi chị Hương là chị. Thì đó. Gọi đây là cô rồi. Này. Đây người mẹ mà bà uống gì? Sinh năm 90 thì bây giờ là 33 tuổi hả anh? 90 thì đó 33. Vô thăm con đi. 33. Đi, vô thăm con. Thăm con. Nè lên đây chị cho nó bú nè, cưng coi chị cho nó bú nè. Coi nó bú nè. Bé được đặt tên gì vậy cô? Nguyễn Thị Hà My. Hà My. Vì sao lại lấy cái tên như vậy? Không biết, ông ngoại nó ông chồng đó chứ nói chung là cô không biết đâu. Chứ chỉ biết giờ biết giữ cho ông ngoại thôi chứ gì cũng không ông á. Bé gái Hà My. Rồi hả đầy tháng chị em đã cho tiền á, sắm được đôi bông đó mừng. Mừng hả hết lớn rồi. Vậy là bây giờ là một tháng mấy ngày rồi? Một tháng rưỡi. Tháng 2 tuần ạ. Xong ngay ngày 8 tháng 3 đó. Tính là bác sĩ cho... 20 tháng 4. Cho bác sĩ cho là 10 tay đặng lên mổ. Bắt bé ra. Mà nhà 8 tháng 3 cái... Nghĩa là dự sinh á. Là hả nó xanh đó. Chứ đúng ra là hả bác sĩ cho biết là 10 tay. Có đặc điểm là mọi người cứ nhìn thấy mẹ bây giờ ý thức như bé chứ không khác gì. Trời đất ơi, đó phải được nhỏ này ha đó.
cũng vậy chứ không biết con. Không biết con dâu con vậy. Con đâu chị Hương? Con đâu? Xanh hả? Xanh mổ về hả? Sợ. Con em đâu? Sợ hả? Cái vết thương đó, đồ này kia kia nọ mà trời xanh tốt chị em người ta lại coi thăm đó. Người ta mừng trời ơi. Nhưng mà ý là sao về đó hồi phục nhanh không? Nhanh. Thì đã hả sợ vết thương đó nhưng mà nhanh lắm, nửa tháng là hồi phục. Hay ha. À, bởi hả cô bác người ta nói là trời xanh thiệt là phải nói. Thiệt cái chứ. À, hả? Bất ngờ không hả? Thấy không, xuống là trước giờ lần sau có cháu ngoại. Không ngờ luôn đó hả chị hả? Bởi vì chỉ mỗi ngày đi làm mới là lo nơm nớp quá chị Hương. Thì bởi vậy. Để ở nhà là lo. Để ở nhà ấy. Đừng có nói rồi nghĩ tới cháu mà không ngờ là bây giờ. Mà ha, cái ngày mà nó đi xanh đó ha, Cưng không có thấy cái bụng đâu. Chỉ thấy vợ nó ối nó hơi lúp lúp, cái bẩn áo vậy hơi lúp lúp thôi. Chứ cái áo không thật. Bụng không to hả? Trời ơi, mày giúp cái này chút ông vô ông quýnh mày á. Cha vô kìa. Sợ. Để tao lấy ra. Nè, cầm đi dọn chút mày quần quất chắc chết luôn á. Ổng vô mày tới. Số mày. Không có cha nó đầu cái gì là. Cái này giấu cây đi cưng. Giấu cây chị đi để một chút nó quơ chúng bé. À. Nhưng mà có một cái điều dài là sau một thời gian em quay lại á thì không có ít nghe cái tiếng cười mà thấy người ta rùng rợn á, nhưng bây giờ có vẻ là ít đi rồi. Ít là giờ ít lắm, bị biết sao không, chị cho nó uống thuốc an thần. À, mai mấy dạ cho uống thuốc an thần á, nó giật nhỏ quá trời đi. Nhưng mà thấy nó đỡ hay không? Nó không có đỡ, nó ngủ ly bì, nó ngủ mà nó đứng dậy nó đi không nổi luôn á. Dạ là mấy bữa nay vẫn uống thuốc. Cha nó là hồi chiều hôm qua này là cha nó không cho uống nữa, nói hả thôi thấy nhỏ uống vậy đó nó đi yếu quá, đi không nổi, thấy tội quá thôi không cho uống nữa đó. Hồi mang bầu hả, rồi bác sĩ cũng hả kêu cho nó uống ấy á, mà bác sĩ nó uống là ảnh hưởng nhỏ này, giờ cha nó lãnh thuốc lãnh chứ về không bao giờ cho uống á. Sợ ảnh hưởng tới cháu ngoại nè. Dạ đúng rồi. Bởi vì trong cái thời gian mang bầu uống thuốc là được. Hả con? Em hỏi với chị một xíu nha. Dạ. Là bé là chị Hương nè. Là bị từ khi nào? Hồi chị sanh ra như sinh vậy ra. Nè. Nhỏ này sanh ra là 2,4 kg. Ha, còn nó hồi đó là được 2,6 kg. Mẹ nó 2,6 kg. Còn thằng cậu nó là 2,6 kg 50 đó. Nhớ từ ấy đẻ nó đẻ gần Tết, còn tháng nữa tới Tết đó. Chị nhớ tốt rồi. Rồi trong cái 30 mấy năm qua thì giai đoạn nào chị khó khăn nhất khi mà chị chăm chị Hương? Hả? Thì hồi lúc chị thôi cha nó ra khó. Thôi ra rồi hôm nay 20 mấy năm rồi. Đó là chị ôm nó 20 mấy năm nay. Chị ôm một mình chị 20 mấy năm nay là mới đụng cha nó sau này đó. Không chị kể đó, mới đụng cha nó sau này đó chứ. Là chị nuôi nó là 20 mấy năm. Một tay chị. Giờ bà ngồi cực quá ha. Đó hồi đó chị mới đem nó về là chị ở mình chị trong cái lầu đó đó. Hai mẹ con trong đó đó. Hỏi hết cô bác đó. Ừ, hỏi hết cô bác đây có phải không? Là hồi đó là chị ở là chưa có điện luôn á. Là hồi đó thời ở đây là chưa có điện luôn á. Nhưng cái thời gian mà hai mẹ con mà ở trong cái biệt thự hoang vậy thì sợ. Sợ thì cũng phải dán ở mình vì con mà sống vì con đã, chị nói chị sống vì con chị chứ bản thân chị không nghĩ chứ. Đã mình tạo nó ra, nó bất hạnh nó mới chịu không vậy đó. Cái này hơi nhạy cảm một xíu nhưng mà em cũng phải muốn hỏi một tí. Cưng cứ hỏi thì chị nói, có gì chị nói chứ chị không có sợ. Tại vì cái hổm chị lỡ lời chị nói vậy là thôi chứ còn... mình có biết được ba của bé không? Biết chứ. Là ai? Ba nó ở trong ấp ba nè. Ba của cháu nè? Không, cháu này thì không biết, còn ba nhỏ này trong ấp ba. Cháu ngoại này... thì không biết cha nó. Cái này chữa quen mà. Nhưng mà có nghi ngờ ai trong xóm hay là như thế nào nghi ngờ đó? Dạo biết ai đồ nghi. Dạ không biết ai để nghi giao á. Từ đâu mà mình phát hiện ra là Hường? Thường thường á là hai chồng đi á là chị hả bới cơm cho nó ăn. Nghe chiều về là cơm nó còn. Hả tới chừng nó ốm nghén á. Chị bới cơm vô nó bưng nó đổ, chị đâu có hai. Không hai nghe. Cái hả ủa sao nay hả con nhỏ này tắm sao cái cặp ngực nó kỳ kỳ ta. Cái chị mới nói chết cha. Lâu quá rồi quên tới nhỏ này tới thời kỳ. Cái thấy cặp ngực nó lạ lạ cái chị mới nói
thôi giờ chạy ra mua cây que về thử coi, thử coi làm sao. Chị mua cây que ở ngoài tiệm thuốc tây nè, mà chị không biết, năm mươi mấy tuổi không biết thử cây que là nó như thế nào. Cái chị mới hỏi nhỏ thuốc tây á, thử làm sao cưng. Nó nói cô về cô lấy nó miếng nước tiểu đi rồi cô đặt cây que vô. Cái cô á là thử là que là tối á, đợi nó đi tiểu đó, dình nằm, nó nằm cái võng vậy đó mà dình hứng nha, hứng đã đời ở dưới cái đít võng chứ đâu có hứng ở trên được. Cái chị mới hả 7 giờ tối mà chị đặt cây que vô. Cái chị dòm sao nó lên hai gạch, mà chị nói chợ cơ tối mà biết phải vậy không. Chị mới lấy cây que chị dắt lên cái vách ra, đặng sáng chị coi nữa. Cái sáng chị coi thì hả chị nói chết mẹ hai gạch rồi. Là lúc đó chị hốt nó đi làm à, cũng nhờ là cái chị đó từ thiện chị chở đi giùm. À thôi giờ hả cưng chở giùm chị đi, chị khám có phải nhỏ này bầu không. Là lên bác sĩ Mần, bác sĩ này Mần Tư mà bà Mần ở trong nhà thương Hùng Dương á nha. Là bà khám là bà nói có bầu là 15 tuần rồi, biết con gái rồi. Nếu mà hai vợ chồng có bỏ là vô Hùng Dương đi là cổ hả giới thiệu cho. Đó cái ông này cũng nói thôi biết con gái rồi, tôi không có bỏ. Là con nhỏ này nè nó cắn chị hả máu mà hả nó chảy, mà cái người chở đi đó hai ba người đó là người ta thấy người ta sốt ruột luôn. Ừ. Vì sao lại cắn vậy ạ? Thì nó hồi nhỏ lớn nó đâu có đi đi ra thì hả nó sợ. Bức dứt sợ. Nó sợ giờ nó bức dứt cái này kia cái nọ, nó đè chị nó cắn mà chị nó trời đó cười hả chị xỉu lên xỉu xuống. Rồi giết hả về mỗi lần đi khám thai nhờ ở sớm nè, người hai người ta đi phụ. Chứ giờ hả chị đi nó cắn chị nữa. Mà đi á, vô khám mà không có cha dượng nó thì nó đâu có cho khám. Bắt buộc cha dượng nó phải vô. Vô đặng hả dạy la nó siêu âm siêu đồ đó. Là hả cha dượng nó dắt con chị ngồi ở ngoài đường. Đi theo là từ đây lên tới bệnh viện. Nhưng mà chỉ vô khám là cha nó với ở sớm dắt đi chứ chị không có vô được. Vô là họ cắn ấy nó quýnh nó. Tội. Rồi trong cái thời kỳ thai ngắn là mình vẫn khám thai được. À chị đi khám thai đi tiêm ngừa. Biết rằng con nó cắn nó ấy vậy đó mà chị cũng vẫn hả đi khám đi ấy. Đó giờ tới chừng hả biết mà hả bác sĩ cho là biết hả à, 10 tây tháng 3 đó ta, cái nhà 8 tây nó đẻ. Rồi à, trong cái thời kỳ mà mang thai mà ổng ngán cái kiểu đó làm sao mà chăm cho được? Thì giờ hả nó ăn nó cứ là cái nhà quan vậy, nó leo trèo té cẳng chân. Cái ngày hả cách 2 ngày đi sanh mà nó còn leo ra ngoài cây me đó cưng nhắm đi. Giờ đi sanh về phải không? Mới có 4 năm bữa là vô á me giờ chín dụng vậy đó, nó già nó lấy nó ăn đó. Nó thấy có cử được không? Nhưng mà trời sanh trời nuôi. Đó. Không biết gì. À không biết gì hết giáo á. Trời ơi được cháu Hải ơi, ông mẹ cũng mừng ông hết thôi em ơi. Kệ nó. Được đứa cháu ngoại là mừng rồi. Mừng. Thôi thì mẹ thì như vậy, nhưng mà hy vọng cháu nó được phát triển bình thường. Bởi vậy. Mình bây giờ hổm đầy tháng á chị đi tái khám là lên cân nó lên được ký mấy. À hay. Đó. Nay ra được 4 ký mấy à? 3 ký mấy, đi hổm xanh có 2 ký 4 à. À 2 ký 4. Ừ, 2 ký 4 à. Trời ơi xanh. Tên đó bác sĩ kêu một cái hả thấy trời. Nói giờ xanh đâu phải như hồi đó chị nhỏ lớn đâu có lên tới nhà thương trên. Cái tưởng đâu xanh mình mới hả kêu đưa quần áo ai nhà nó bé nhỏ da. Ông mẹ cũng nói trong bụng nói trời ơi con ai mà thấy cưng quá. Tới chừng kêu tên nhỏ này cái kêu đi theo hả nhận con nhận cháu nè. Mừng. Trời đó cô hả hai chồng hốt chạy. Hai chồng hốt chạy đó. Mấy cọng dây này trên Hùng Dương đó. Xanh xong là kiền vô dạ giường. Vậy mà hả ấy ấy mà hả xuất da nó quậy. Người ta chạy hả náo cái nhà thương luôn. Chứ đâu phải hả? Nói gì á? Kêu lên giọng năm mà hả? Đâu biết nói làm vậy đó. Cầm luôn luôn cầm cái trái trên tay luôn gì đó. Đi đâu cũng không có vứt bỏ cái trái đó. Nó hả đó, chơi cây tâm cây đinh là phải lắm. Đó. Sở thích là cầm cây đinh. Ôi đồng hải con được con còn hơn được đàn nữa.
Dơm nè, dơm chứ đâu biết là gì đó. Không biết cháu đã nói hả, từ hồi sanh ra chưa đụng vô con mà. Đó chỉ nuôi cạn vậy đó. Hai bà cháu hả ai. Nhưng vì sao có nhà ở đây lại thích ở trong nhà quan hơn là ở đây vậy hả? Ở trong nó mát hơn. Ở đây trời đất ơi, cưng cử này chứ cử chưa, cưng nó thiệt hả. Nó hầm cưng không tưởng tượng cái da thịt của con nhỏ này ha, nó nóng hừng hực. Đó, hai cây quạt vậy thải giỏng mà không thể sờ phỉ nó. Bị gì nè, thiết ấy mi lông xanh quanh vậy. Nó nóng đâu có chịu nhỏ được. Hôm nay thì đến Long An thì cũng được bà con giới thiệu là chị Hường bây giờ khó khăn như vậy, bị khờ, bị khạo rồi có đứa con như vậy thì tội cho bà ngoại quá. Thì hôm nay thì cũng ghé thăm mấy anh em, em xin được cái số tiền đó là 2 triệu từ mấy cô chú gửi cho em để cho mấy con hoàn cảnh khó khăn á. Em gửi cho chị Hương, biết tiền không ta? Không, nhưng mà nó lấy tiền 1.000 hay là 2.000 không biết, nó cầm mà đợi nó đưa chị chứ nó không biết là cái số tiền. Nhưng mà nó biết cái đó là tiền. Nó giữ là hả, ấy nó đưa cho chị. Biết lấy tiền à. Nữa, nè nữa nè. Kìa anh cho kìa. Nè chứ nó cầm tiền là không bao giờ nó bỏ nha. Sữa chắc có cây là uống nhiều quá chị. Nãy giờ chị quên là... chị quên giữ cầm tiền dò dò vậy thôi chứ cũng không biết gì hết. Anh lấy mẹ em cái khăn chùi lấy sữa nè. Nãy giờ quên. Nói là quên định nó lên. Bởi hả? Biết gì không? Biết cái tiền không? Nhỏ đằng sớm nè, nó thấy vậy đó, nó mua cho hả đồ xanh là được 2 triệu mấy. Lấy cục pin vô đi. Nó sắm đồ xanh cho nhỏ này nè, được 2 triệu mấy. Rồi cái bà đậu bên mặt nè, bà có cháu ngoại, bà trước nhỏ này mấy tháng nè. Và cái quần áo nó dạt cho nhỏ này. Cái bà ở trước cửa nè, bà có cháu ngoại. Đi xin là tiền người ta cũng cho. Chứ là không có tiền. Bận đồ nè, bà anh dạt qua cho đó. Rồi bây giờ một mình ông ngoại đi làm ngoại. Có nuôi nổi không? Thì tới đâu hai tới đó chứ, ổng lăn lóc khỏi chứ. Là từ hồi mà biết nó 15 tuần là chị đi với ổng phụ thêm một tháng nữa thôi. Là ở nhà chị cơm nước đặng cho nó ăn, cho nó ấy. Mà hả bê thì cho ăn cũng bới vô cho ăn chứ ăn không ăn thôi chứ cũng đâu có kề cận với nó được. Nhưng mà chị cũng ở nhà, ổng đi mua mình ổng hà. Đó, vậy giờ ổng cũng đi. Đó nãy mua mót mấy vài mấy cái thùng mà nãy chở đi bán không hết đó, đem về đó. Dạ chào anh, thì cũng lâu lắm rồi mới ghé lại thăm vợ chồng anh cũng như là cháu. Thì cái cảm giác anh bây giờ mà được lên chức ông ngoại thì anh chia sẻ với mọi người. Đấy, lúc trước là hai chồng cũng ước lắm. Ước lắm mà giống như là dán làm kiếm tiền để đi lên trên mấy cái giống như mấy cái chùa này chùa kia rồi đó. Giống như có mấy bé rồi giống như bị bỏ rơi rồi gì đó. Là tính sinh một bé mà ai ngờ là tình cờ xảy ra cái chuyện này được bé là rất là mừng. Là buồn là vẫn là buồn nhưng mà mừng là vẫn là mừng. Khi mà biết á, khi mà nghi rồi tới là khẳng định chắc chắn là Hường bị có mang bầu á, ngoài ý muốn á, thì lúc đó là tâm trạng hay chồng anh như sao, như thế nào? Đúng rồi, hồi lúc mà mẹ nó phát hiện là mẹ nó nghi ngờ thôi, là kêu anh đi mua cái tích tết, là mua tích tết vô thì thử nó là dính hai gạch rồi. Là bắt đầu anh mới tức tốc là ngày mai là đưa đi bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương á, bác sĩ riêng á, bác sĩ tư á, là khám là ta nói là 15 tuần rưỡi rồi. Rồi anh siêu âm xong rồi anh mới hỏi là bác sĩ là cháu nó có bình thường hay là không hay là sao. Thì bác sĩ nói cháu nó rất là khỏe, cháu bình thường. Bác sĩ còn nói nữa, bác sĩ nói là nếu mà vợ chồng anh á khó khăn quá, nếu mà muốn bỏ cháu á thì qua ngày mai đi,
là đi lên tôi. Tôi sẽ làm việc là giống như bỏ cháu nó. Nhưng mà anh thấy là giống như siêu âm rồi ra cháu gái nữa. Cháu gái khoái nữa. Thiệt khoái cháu gái luôn á. Ừ, thấy con gái khoái là mới là thôi bây giờ thà vợ chồng chết sống cỡ nào cỡ chứ cũng phải giữ cháu nó chứ không có bỏ được. Nhưng bản thân anh có lo lắng gì không? Có. Lúc đó tiền bạc là cũng không có được nhiều nữa. Rồi lớp nào đi lên đi xuống tiền xe đi nó là muốn xe du lịch đi luôn á. Chứ đâu có dắt nó đi xe buýt, xe ngoài, xe ôm đâu được. Rồi cũng phải cắn răng chịu. Tại tới đâu hay tới đó chứ bây giờ con mình nó vậy rồi bây giờ có lẽ là mình bỏ. Thì gán tới nước nào tới nước đó rồi chừng nào không được cầu cứu các chị em mạnh thường quân rồi kệ nhờ ta giúp đỡ. Chứ bây giờ chẳng lẽ là mới xảy ra cái nhờ ta liền. Thì chừng nào cảm thấy đú quá rồi cũng nhờ các anh chị. Cái việc mà chị Hương á là một người mà nói chung là không có ý thức, mà còn không bình thường như người bình thường. Ở trong một cái ngôi nhà biệt thự hoang, bỏ hoang rất là lâu năm mà đột nhiên có bầu, thì anh có nhận được cái lời xì xào hay là những cái dị nghị của người hàng xóm hay gì ha? Cái chuyện mà nói về cái chuyện đó em nói rất là đúng. Dị nghị là có dị nghị, nhưng mà anh không có sợ dị nghị. Tại vì mình làm đúng là mình không có sợ, trừ ra mình làm sai mình mới sợ. Cái clip đầu anh có nói mà, clip đầu đăng lên em thì anh có nói anh làm đúng anh không có sợ ai đó, trừ ra anh làm sai anh mới sợ. Bởi vậy ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, phải không? Anh không sợ. Mình lương tâm mình làm sao là mình biết, chứ mình đừng có bao giờ là mình sợ cái gì. Tại vì mình làm đúng rồi mình đâu có sợ, trừ ra mình làm sai đi. Anh ăn cắp bằng trộm anh mới sợ, anh làm bậy anh mới sợ. Cái này anh không làm bậy mà anh không làm cái gì mà anh đâu có sợ đâu. Ai muốn nói gì nói, mặc người ta, mình lo cho cháu mình được rồi, lo cho con, lo cho vợ mình được rồi. Nhưng mà có một cơ hội lớn á, thì dù muốn hay không thì ai cũng mong muốn là muốn đi tìm một cái câu trả lời cha đứa bé là ai. Có khi nào mình gia đình mình đi tìm câu hỏi đó không? Nếu mà theo hai chồng anh á, cái ý của hai chồng anh á là giống như bây giờ đứa nhỏ cần cha hay không cần cha, cái chuyện nó không cần thiết. Ông ngoại bà ngoại gắng cố gắng nuôi. Bây giờ có cha không có cha, bây giờ nó nhận hay không nhận, nhiều khi nó cho tiền, nhiều khi nó không cho tiền, cũng vậy đó, bình thường thôi. Hỏi thà ông ngoại bà ngại, ông ngoại là coi như là ôm đi. Em hiểu à? Dạ, con cái là anh chia sẻ thì em thấy giờ là anh rất thích là cháu gái. Nhưng mà ví dụ như em đặt vào trường hợp mà ngược lại, hầu đó bác sĩ nói là cháu trai thì anh có bỏ hay không? Nếu mà lúc trước là nói cháu trai đó, thì nếu mà anh nói đó thì cứ thật lắm. Nếu mà nói cộng đồng mạng sợ chê chích anh con trai là lấy, con trai là bỏ, mà con gái là lấy, phải không? Nhưng mà từ đó giờ anh khoái con gái. Anh khoái gái con gái là nó không quậy, phải không? Nó êm dịu. Còn con trai nó quậy quá, bây giờ thờ bây giờ thấy con trai quậy quá sợ quá sợ quá anh là